những vẻ đẹp sống mãi với thời gian, có những biểu tượng đã trở thành vĩnh cửu, có những giá trị tồn tại mãi đến sau này. Chúng tôi tập đoàn Ondulai tự hào góp phần tạo nên những giá trị hiện đại, giá trị thẩm mỹ cho công trình của bạn. Ondulai là một tập đoàn hàng đầu thế giới chuyên về các sản phẩm mái lợp có sóng và chống thấm. Trong 60 năm qua, tập đoàn Ondulai đã có 10 nhà máy sản xuất, 35 văn phòng đại diện bán hàng trên các châu lục. Sản phẩm của tập đoàn Ondulai đã được triển khai kinh doanh trên 100 quốc gia. Tại Việt Nam, tấm lợp sinh thái Ondulai được phân phối rộng khắp trên cả nước. Tấm lợp sinh thái Ondulai được sản xuất theo công nghệ của Cộng hòa Pháp. Sản phẩm được làm từ sợi hữu cơ tổng hợp và nhựa bitum nên có thể chịu được áp suất và nhiệt độ cao. Đồng thời với chiều cao, độ dày và độ dốc của các bước sóng nên tấm lợp sinh thái Ondulai có thể triệt tiêu hầu hết âm thanh và tiếng ồn do mưa gây ra, giảm độ oi bức trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Nhờ đó, tấm lợp sinh thái Ondulai sẽ mang lại sự dễ chịu cho người sử dụng. Thời đại chúng ta đang sống là một thời đại sinh thái. Chúng ta đang phấn đấu cho một xã hội mà sống trong một môi trường trong sạch. Cái tấm lợp Ondulai này nó đáp ứng được cái xu thế thời đại chúng ta đang sống, đó là thời đại sinh thái. Nó đảm bảo được những yếu tố đẹp, bền, mát, dẻo, chịu đựng cho bão, cách nhiệt, cách âm tốt. Đó là một loại vật liệu mà lý tưởng cho chúng ta áp dụng trong xây dựng nhà ở, cho các công trình công nghiệp, các công trình dân dụng khác. Cũng rất may là Bộ Xây dựng đã ban hành quy chuẩn và ứng dụng nó để mọi người áp dụng và rộng rãi trong cuộc sống. Tôi nghĩ với những kiến trúc sư, cái khó, một trong những khó, một cái yêu cầu lớn của kiến trúc sư đó là tìm một cái mái thích hợp cho ngôi nhà của mình. Làm sao bền được, cách âm tốt, chịu được gió bão mà không ảnh hưởng môi trường, mà áp đứng được tất cả các loại công trình chúng ta có. Đấy là cái điều mong mỏi của kiến trúc sư mà hôm nay cái tấm lợp Ondulai có thể đáp ứng được công văn đó. Tôi hy vọng rằng cái này sẽ giúp cho kiến trúc nước nhà phát triển và giúp cho bà con chúng ta, đặc biệt là bà con sống ở những vùng gió bão, vùng ven biển, có thể có một cái cơ hội để làm ngôi nhà mình tốt hơn, bình vững hơn trong tương lai. Bên cạnh những ưu điểm giảm nhiệt và giảm ồn, tấm lợp sinh thái Ondulai còn nhiều ưu điểm khác mà các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng luôn cảm thấy hài lòng. Đó là sản phẩm này có nhiều gam màu đẹp tự nhiên, trang nhã, dễ lựa chọn, phù hợp với thiết kế. Thật sự thì về phần mua tôn mà để mà xây dựng cái thiền viện này đó thì cũng đi tìm hiểu rất nhiều những cái mặt hàng của tôn. Nhưng mà tìm ra được cái tôn là không có tiếng ồn, chống được cái tiếng ồn khi mưa. Nhưng mà khi mua thì cũng tin tưởng vậy thôi, chứ chưa có gặp trời mưa cho nên cũng không biết là nó có ồn hay không ồn. Nhưng mà đến qua một thời gian cũng gần 2 năm thì thiền viện bắt đầu đi vào hoạt động, tròn gần đúng 1 năm thì có những cái cơn mưa lớn. Thì rất may mắn là không có nghe tiếng ồn cho nên cũng giúp được cho thiền sinh ở trong thiền viện tu tập ngồi hành thiền rất ổn và rất thoải mái. Chưa hết, sản phẩm này còn một ưu điểm khác. Đó là nhẹ, dễ di chuyển trong thi công, vì thế mà thời gian thi công nhanh hơn. Vừa qua thì chúng tôi đã sử dụng cái tấm lợp Ondulai này cho nhiều công trình và thấy rằng cái tấm lợp sinh thái Ondulai thì nó đạt được một số cái yêu cầu. Thứ nhất là về cái chống nám, chống ồn thì rất là tốt. Thứ hai nữa là về mặt thẩm mỹ thì cái kiểu dáng nó đẹp. Vấn đề thứ ba nữa thì đó là cái vấn đề về giá cả. Thì về giá cả của tấm lợp này là tương đối hợp lý cho cái người sử dụng. Vị trí của nước ta nằm giáp biển nên mưa quanh năm tương đối nhiều, nhất là phải chịu nhiều cơn bão từ cấp 7 trở lên, tức là sức gió giật từ trên 60 km/h. Tấm lợp sinh thái Ondulai
với độ bền chịu lực cao, có thể chịu được những cơn bão có sức gió lên đến 192 km/h. Năm 2006, với hai cơn bão lớn Chanchu và Sangsan đổ vào nước ta, đã làm nhiều công trình và nhà ở bị hư hại nặng nề. Đại bộ phận các công trình lợp tôn kẽm đều bị tốc mái, rất nguy hiểm đến tính mạng con người. Riêng các công trình sử dụng tấm lợp Ondulai đều đứng vững, không bị tốc mái. Cơn bão Sangsan năm 2006 là một cơn bão cực kỳ lớn. Đây là một cơn bão lớn mà trong tôi đã được chứng kiến. Và sau khi cơn bão đi qua thì phải nói rằng tất cả những cái máy cái giải trừ phản hạt mà được lợp bằng ngói và tôn đó là bị tốc mái hoàn toàn. Riêng chỉ có một cái giải nhà lợp bằng cái lụa tôn tấm lợp sinh thái Ondulai á là không bị gì cả. Những năm gần đây, đề tài ưu việt trong kinh doanh và lĩnh vực môi trường lại được coi trọng. Nhưng không vì thế mà tốc độ phát triển kinh tế vĩ mô lại bị kềm hãm. Các xí nghiệp, các nhà máy của các doanh nghiệp lớn càng ngày càng vươn lên mạnh mẽ. Công ty mình là công ty thuộc gia Đặng Tư Ký, thì sau trong thời gian sử dụng qua cái tôn Ondulai thì mình thấy tôn Ondulai rất là tốt. Nắng thì không có nóng, thì mưa thì cũng không có ồn, thì nó cũng đặc biệt cái là nó chịu được cái hóa chất, đặc biệt là cái môi trường của mình là môi trường axit thì nó vẫn chịu đựng tốt trong thời gian mình sử dụng 3-4 năm nay thì nó vẫn ok. Đặc biệt đối với các nhà máy hóa chất, phân bón hay các xưởng sản xuất có hơi khí ăn mòn kim loại thì tấm lợp sinh thái Ondulai luôn là đồng hành, là lựa chọn số 1 cho công trình lợp mái của mình. Đây là nhà máy phân bón Phước Hưng, nhà máy sử dụng toàn bộ tấm hợp Ondulai để chống lại sự ăn mòn của các loại hóa chất. Tấm lợp sinh thái Ondulai chống ăn mòn tốt, bền bỉ với thời gian và thân thiện với môi trường. Vì trước đây nhà máy gạch sản xuất chúng tôi là hồi khi mà nhà máy một sản xuất là xây dựng lên thì chúng tôi dùng máy lợp bằng tôn bê tông xi măng hoặc là tôn kẽm. Nhưng qua thời gian vì nhà máy gạch là thường thường nó có chất hóa học, chất lưu huỳnh nên mới sử dụng thời gian ngắn, không bằng thời gian mới hơn một năm là coi như đã hư. Thì qua tư vấn của chỗ bạn bè anh em là giới thiệu cái tôn Dolin. Tôn Ondulai thì chúng tôi bắt đầu là đi tham quan các nơi, thì chúng tôi bắt đầu về sử dụng lợp bằng máy lợp tôn Ondulai của Pháp. Thì chúng tôi thấy tôn này thì chịu chất hóa học rất tốt, chịu đựng được lâu dài. Và từ đó là cũng quảng bá thêm các anh em, các nhà, các lò khác để tận dụng làm máy lập bằng tôn Ondulai để sau này cái độ bền lâu dài hơn và sử dụng được coi như là an toàn hơn và bảo đảm hơn các loại tôn kẽm và tôn bê tông xi măng. Có thể nói tấm lợp sinh thái Ondulai với nhiều ưu điểm đã mang lại sự hài lòng cho người sử dụng. Vì thế mà từ khi tấm lợp sinh thái Ondulai có mặt tại Việt Nam đã được các nhà thầu luôn đón nhận, đưa vào sử dụng cho nhiều công trình công cộng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dân dụng. Viện Kiến trúc nhiệt đới, Đại học Kiến trúc của chúng tôi được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ là nghiên cứu về các kiến trúc nhiệt đới. Thế thì trong kiến trúc nhiệt đới thì chúng tôi đang tìm kiếm một cái mô hình tự điều tiết. Cái mô hình này nó đảm bảo cho cái ngôi nhà sử dụng thuận lợi về với khí hậu cũng như là với tiết kiệm năng lượng trong khi sử dụng. Thế và trên thị trường hiện nay thì chúng ta đã biết và chúng tôi đã tổng kết là có hơn 300 loại vật liệu đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Song chúng ta chưa có những cái định hướng cũng như chưa có những cái tiêu chuẩn để hướng dẫn người sử dụng làm sao đó để mà sử dụng cái đó hợp lý trong công trình kiến trúc.
Thế thì cũng rất là may mắn, chúng tôi cũng nghiên cứu về các công nghệ vật liệu, thì chúng tôi đã tìm kiếm được cái vật liệu của cái tập đoàn Ondulite Cộng hòa Pháp. Đây là một cái tấm lợp dạng sóng mà chúng ta có thể đưa vào thị trường Việt Nam được, bởi vì nó rất phù hợp với cái điều kiện nhiệt ẩm của chúng ta. Đặc biệt ở đây tức là cách nhiệt, cách âm, chống cháy, cũng như là tránh được cái sự ăn mòn xâm thực của hóa chất. Một cái bộ tiêu chuẩn mà người Pháp họ rất có nhiều kinh nghiệm và họ đã giúp chúng tôi để mà xây dựng cái tiêu chuẩn để cho Bộ Xây dựng để quản lý nhà nước về vấn đề này. Thế và hiện nay thì cái vật liệu này cũng đã được sử dụng rất nhiều ở Việt Nam, và đằng sau chúng tôi, các bạn nhìn cái đằng sau kia, đây là một công trình điển hình. Thế và cũng còn rất nhiều công trình tiếp theo đã sử dụng cái vật liệu này, đặc biệt là những nhà các xí nghiệp công nghiệp. Với những tính năng ưu việt, tấm lợp sinh thái Ondulite đã được các nhà khoa học, nhà chuyên môn trong ngành xây dựng quan tâm. Qua nhiều năm nghiên cứu và kiểm nghiệm thực tế của các cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Xây dựng, đều nhận thấy rằng mái lợp Ondulite tại các công trình trọng điểm ở Việt Nam hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu tự nhiên của Việt Nam như nóng ẩm, mưa nhiều, giông bão. Vừa qua Bộ Xây dựng cùng mới phối hợp với này Bộ Khoa học Công nghệ mới công bố một tiêu chuẩn mang tính quốc tế, nó là có tên là tiêu chuẩn tấm lợp bê tông có sóng, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và hướng dẫn lắp đặt. Cái tiêu chuẩn này nó có ký hiệu là TCVN 8052 và 8053 năm 2009. Thì cái tiêu chuẩn này thì nó có một cái tính thời sự rất là tốt ở cái khía cạnh là nó đáp ứng được cái yêu cầu đối với lại vùng khí hậu nhiệt ẩm. Cụ thể là yêu cầu kỹ thuật của nó thì nó đề ra những cái yêu cầu về kích thước, về dung sai khi sản xuất tấm lợp, về các tính chất cơ lý và cái độ bền môi trường. Đối với lại cái tấm lợp có sóng này thì nó có ưu điểm ấy, là nó có độ bền cao và nó đảm bảo được cái độ bền trước cái tác động của môi trường. Ví dụ như là gió bão, nắng mưa, rồi chịu được nước mưa axit. Nó còn có những cái yêu cầu mà đáp ứng được cho cái nhu cầu xây dựng hiện nay, tức là làm mát mái, tức là mát không gian dưới nhà. Rồi thì cách âm, chống ồn. Đấy là những cái mà các máy tôn và một số các máy khác nó cũng có cái nhược điểm của nó. Thì cái này nó cũng cố gắng nó đi vào, nó khắc phục những cái đó. Thế đấy là những cái yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử mà Bộ Khoa học Công nghệ cùng với Bộ Xây dựng trong quá trình mà xem xét thẩm định cái tiêu chuẩn này ấy, thì Hội đồng Khoa học của hai bộ là luôn quan tâm đến cái tính nó đáp ứng với lại cái thị trường ở vùng khí hậu nóng ẩm. Nên trong năm 2008, các cơ quan chức năng thuộc Bộ Xây dựng ký kết với tập đoàn Ondulite của Cộng hòa Pháp để xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam 8052-1, 8052-2. Thiết kế hướng dẫn lắp đặt tiêu chuẩn Việt Nam 8053 chung cho tất cả máy lợp và đã phát hành trên toàn quốc. Đây là bộ tiêu chuẩn ưu việt nhất về vật liệu và kiến trúc, hoàn toàn phù hợp với điều